Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 9. Quy y Tam Bảo. Trải qua 3 năm tầm sư cầu Pháp, Hòa Thượng gặp Lão Hòa Thượng Thượng Thường Hạ Trí. Vừa gặp Đại sư, Hòa Thượng cảm thấy như đã quen thuộc từ lâu. Hòa Thượng đảnh lễ, thỉnh hỏi Pháp liễu sanh thoát tử. Đại sư bảo, bền tâm chân thành, thuần hành thực tiễn, pháp môn bất nhị, hướng về nhất thừa. Hòa Thượng nghe Pháp cảm nhận nhiều lợi ích, sanh lòng hoan hỷ, bèn bái Lão Hòa Thượng làm thầy, chính thức quy y Tam Bảo. Hòa Thượng kể, lúc chưa xuất gia, tôi quy y Thường Trí Đại Sư. Ngài và Thượng Nhân Đại Sư đều là người ở huyện Song Thành. Ngài Thường Trí là sư đệ của Hòa Thượng Thường Nhân. Tôi chỉ mong đi học được vài ngày, cũng vì không học được nhiều, cho nên tôi mới bái một vị không biết chữ làm sư phụ. Thường Trí Đại Sư họ Mạnh, đa số người ta gọi Ngài là Sếp Mạnh, bởi vì Ngài dẫn đầu một toán người đi làm công, làm cai thợ. Người ta còn gọi Ngài là Mạnh Sữa Đậu Nành, vì Ngài biết làm đậu hũ nên Ngài cũng thích ăn chay. Lúc Ngài Thường Nhân thủ hiếu, khi chưa xuất gia, người trong làng tôn xưng Ngài Thường Nhân là Dương Hiếu Tử. Ngài Thường Trí đem cơm cho Ngài Thường Nhân quanh năm. Đây cũng là dịp cho Ngài Thường Trí làm đậu hũ hoặc làm công để kiếm tiền, vừa để nuôi gia đình và vừa có thể cúng dường Dương Hiếu Tử. Ngài Thường Trí rất trung hậu và thành thực với mọi người. Ngài luôn chịu thiệt thòi và biết nhường nhịn. Nhờ sự cảm hóa của Ngài Thường Nhân, Ngài phát tâm xuất gia. Nhưng khi vợ cùng các con biết được, họ liền ôm lấy chân Ngài khóc bù lu bù loa, không cho Ngài xuất gia. Ngài Thường Trí nói, sao các người không cho tôi đi? Nếu ngày mai có người chết, phải bỏ vào quan tài khiêng đi, thì các người nghĩ sao? Người nhà thấy Ngài thà chết cũng phải mãn chí nguyện mình, nên họ không dám ngăn cản nữa. Sau, Ngài bái Lão Hòa Thượng Thượng Tu Hạ Vân làm thầy. Thường Nhân Đại Sư là sư huynh của Ngài. Ngài Thường Trí chuyên tu pháp môn niệm Phật. Sau khi nhập thất ở nhà ông Trương Ngạn Minh, được minh tâm kiến tánh, trí huệ khai mở, xuất khẩu thành chương. Về sau, Ngài tự niệm Phật mà giảng sanh. Ha ha ha, 问什么的所和